Ngày 1 tháng 7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết, lực lượng đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng trên địa bàn phá chuyên án QT522P, chặt đứt mắt xích vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam. Theo đó, đối tượng Hồ Văn Nhân, 34 tuổi, trú Mỹ Yên Thượng, cầm bản Ca Tấp Mã Hạt, huyện Saipon, tỉnh Savannakhet, Lào, vận chuyển 6.000 viên nén màu hồng và xanh, ký hiệu WY là ma túy tổng hợp. Đối tượng Nhân cho biết nhận được điện thoại của một người thuê vận chuyển số ma túy sang Việt Nam thì sẽ được trả tiền công 2 triệu đồng. Chính vì vậy, khi Nhân đang trên đường vận chuyển thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. Hiện biên phòng tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.